Tử Vi tuổi Nhâm Thìn, sinh năm 1952, năm 2021 Tân Sửu. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh, đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, tuổi Nhâm Thìn là người cởi mở, hòa đồng trong cuộc sống, cho nên tuổi năm 1952 luôn được nhiều người xung quanh yêu quý. Tuổi Nhâm Thìn dù có thành công, có địa vị, quyền lực cũng sẽ không bao giờ tỏ ra kiêu ngạo với những người khác. Họ coi trọng chữ tín và luôn cố gắng làm việc hết sức mình. Một khi đã hứa, tuổi Thìn nhất định sẽ thực hiện bằng mọi cách, không để người khác mất niềm tin với mình. Vẻ ngoài lạnh lùng của họ sẽ khiến người khác hiểu lầm, xa lánh. Thực ra, tuổi Thìn mệnh kim là những người sống rất tình cảm, có trái tim giàu lòng vị tha, nhân ái. Họ sẵn sàng giúp đỡ mọi người hết mình mà không mưu cầu lợi ích cho bản thân. Bước sang năm 2021 Tân Sửu, tuổi Nhâm Thìn phạm phải phá thái tuế, khiến mọi thứ từ sự nghiệp, tài vận cho đến sức khỏe đều phải đối mặt với khó khăn. Nhưng nhờ bản tính kiên cường, không bao giờ lùi bước trước gian nan, thử thách đã biến năm Tân Sửu của tuổi Nhâm Thìn không đến mức quá tồi tệ. Trong năm, bản mệnh vẫn đạt một số thành công nhất định. Vậy trong năm 2021, vận trình của tuổi Nhâm Thìn sẽ xảy ra những điều gì? Tuổi Nhâm Thìn có gặp được quý nhân nào hay không? Trên con đường công danh, sự nghiệp có gặp phải những khó khăn hay trắc trở nào hay không? Sức khỏe và tình duyên có những chuyển biến như thế nào? Không để quý vị và các bạn phải chờ đợi lâu hơn nữa, xin mời quý vị và các bạn hãy cùng đón xem vận trình của tuổi Nhâm Thìn sinh năm 1952 trong chương trình ngày hôm nay. Trước khi nghe kênh Phong Thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Quý vị thân mến, trước khi đi tìm hiểu rõ hơn về vận trình của tuổi Nhâm Thìn trong năm 2021 thì chúng ta cùng điểm qua về tổng quan tử vi của bản mệnh. Năm Tân Sửu, thái tuế lưu niên tương khắc với mệnh chủ Nhâm Thìn sinh năm 1952. Tổng thể vận thế mà nói không hề tầm thường, bởi vì mệnh chủ Nhâm Thìn sinh năm 1952 gặp thái tuế tương khắc, hơn nữa lại cùng quan ấn tương sinh, sức mạnh đột nhiên tăng, mệnh chủ có quý nhân trợ giúp, đối với sự nghiệp dễ dàng gặp được người có thâm niên giúp đỡ trong việc mở rộng tầm nhìn, xác định rõ mục tiêu phương hướng, khiến cho mệnh chủ Nhâm Thìn sinh năm 1952 trên cương vị công tác có được quyền lãnh đạo. Song con giáp này cũng cần phải chủ động và tích cực, đồng thời tận dụng các mối quan hệ có sẵn, bởi thái tuế không trực tiếp tương sinh cho bản mệnh nên chỉ cho cơ hội chứ không cho may mắn. Bên cạnh đó, tài vận cũng sẽ tương đối tốt, có thể tiến hành đầu tư hợp lý dưới sự tư vấn của người đi trước sẽ nhận được thành quả tốt. Đồng thời cũng nên phòng tránh sự lừa gạt có dã tâm của kẻ xấu, nếu như gặp tình huống xấu nên trao đổi với người thân hoặc gọi cho công an giải quyết. Trong năm cũng có khá nhiều hung tinh, nhưng nhờ có cát tinh che chở lại không chịu ảnh hưởng của thái tuế nên không gây ra quá nhiều hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, hung tinh này vẫn sẽ mang tới những trận kinh sợ hoặc tổn hại nho nhỏ với bản mệnh và người thân. Đường tình duyên trong năm nay bất thuận, nhà cửa sẽ bị trộm cắp ghé thăm. Thiên cầu hung tinh chiếu mệnh, nhà có trẻ nhỏ nên tránh để trẻ chơi một mình, nên hạn chế tiếp xúc với động vật trong nhà như mèo hay chó để tránh những thương tích không đáng có. Khi xuất hành, bạn cũng cần chú ý tới an toàn của bản thân và tài sản. Còn về sức khỏe, trong năm Tân Sửu có nạp âm ngũ hành bích thượng thổ, mộc, thổ, tương khắc lại gặp năm nay lưu niên, gặp thái tuế, tài tinh sẽ dẫn đến cần chú ý về các bệnh liên quan tới gan và gân cốt. Mệnh chủ nên chủ động thời gian đi khám định kỳ, kiểm tra tổng quan thường xuyên. Để mọi việc viên mãn, hóa giải các xung sát do thái tuế ảnh hưởng tới mình, mệnh chủ sẽ cần luôn mang theo bên người một kim bài thái tuế. Ngoài ra, kim bài thái tuế sẽ mang lại bình an và may mắn cho gia chủ trong năm 2021. Quý vị thân mến, để có thể hiểu rõ hơn về vận trình sự nghiệp, tình cảm cũng như sức khỏe mà tuổi Nhâm Thìn sẽ phải trải qua trong năm 2021,
thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi trong phần tiếp theo của chương trình. Kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ chi tiết vận trình tử vi của tuổi Nhâm Thìn qua tất cả các phương diện về mặt sự nghiệp. Theo dõi tử vi năm 2021 Tân Sửu, sự nghiệp của Nhâm Thìn trong năm nay gặp phải nhiều hung tinh, cho nên mệnh chủ sẽ phải đối mặt với những áp lực nhất định, mối quan hệ với cấp trên không được tốt, chẳng được tạo điều kiện phát triển đúng với khả năng của mình. Người tuổi Nhâm Thìn này không nên đề cao bản thân hoặc đứng mũi chịu sào. Tuy phạm phải thái tuế nhưng tương sinh với quan ấn, sự nghiệp của bản mệnh được đổi vận một cách nhanh chóng nhờ có quý nhân trợ giúp, khiến mọi thứ không còn quá khó khăn như trước. Trong năm, bạn nên hạn chế dùng các chất kích thích như bia, rượu, thuốc lá để giữ gìn sự tỉnh táo và sáng suốt thường trực. Tránh xa những nơi tụ tập, bàn tán thị phi, luôn giữ cho mình thanh danh và uy tín tốt. Chỉ cần một lần mất kiểm soát bản thân là bản mệnh có thể sẽ phải mất đi rất nhiều thời gian để phấn đấu lại từ đầu. Do phạm phải và thái tuế trong năm Tân Sửu, cho nên sự nghiệp của tuổi Nhâm Thìn bị đối diện với rất nhiều khó khăn. Để có thể phát triển sự nghiệp ở độ tuổi trung niên, thầy Gia Cát khuyên bản mệnh hãy mang theo bên mình pháp khí Bát Bảo Tâm Kinh. Sức mạnh của pháp khí sẽ chiêu mời quý nhân tương trợ, giúp đỡ bản mệnh trên con đường sự nghiệp, giúp bản mệnh thăng quan, tiến chức. Trong năm nay, khi mang theo bên mình hàng ngày sẽ giúp hóa giải thị phi, hóa giải xung khắc giữa các con giáp, tăng cường vận khí và cải mệnh cho tuổi Nhâm Thìn sinh năm 1952. Về mặt tài lộc, thái tuế lưu niên cùng mệnh chủ Nhâm Thìn sinh năm 1952 có mối quan hệ ngũ hành tương khắc nên bạn sẽ khó có tiếng nói chung với người khác nên phải hết sức chú ý. Nhờ có quý nhân phù trợ nên mệnh chủ sẽ đạt được sự thăng tiến trong lương thưởng và mức đãi ngộ. Quý nhân của Nhâm Thìn có thể là nữ mệnh lớn tuổi trong nhà hoặc người thân lớn tuổi về phía bên họ ngoại. Các dự án liên quan đến những ngành nghề, hành thổ như nông, lâm nghiệp và bất động sản sẽ dễ thu lợi về tay. Tuy vậy, dù làm gì thì cũng cần phải chủ động, sáng tạo, lấy cơ hội là dùng để hết sức. Đây là một năm có tài vận chính ổn định, làm càng nhiều càng được nhiều. Nếu mệnh chủ chịu khó bỏ công sức ra, chắc chắn sẽ có lại được thành quả ngoài mong đợi của mình. Tài vận cũng khá, nhưng hãy cẩn thận kẻo bị người khác lừa dối. Một chút bất cẩn cũng dẫn đến phá sản, kẻ xấu dẫm đạp, đầu tư thua lỗ. Trong năm 2021, tuổi năm 1952 bị thái tuế kìm kẹp khiến tài vận đổ dốc không phanh. Để có thể kích hoạt tài lộc, tăng may mắn và tạo nhiều cơ hội hơn, bản mệnh hãy mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, thân, tí, thìn. Năng lực của tam hợp khí hợp vòng sẽ giúp bạn đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, từ đó chiếu cát lành và tài lộc cho bản mệnh. Đồng thời, khi mang theo bên mình, bạn sẽ luôn được quý nhân che chở, giúp đỡ trong quá trình đầu tư, kinh doanh và con đường phát triển sự nghiệp. Về mặt tình cảm, trong năm 2021 Tân Sửu, tình cảm hôn nhân gia đình của người tuổi Nhâm Thìn sinh năm 1952 nhìn chung bằng phẳng, ổn định. Tình cảm vợ chồng tuy không được mặn nồng như thời mới yêu bởi vì cơm áo gạo tiền, mặt khác có chút mâu thuẫn vào cuối năm, tình hình hôn nhân có chút buồn vui bởi con cái không vâng lời. Tuy nhiên, mọi việc sẽ được giải quyết ổn thỏa, gia đình hòa thuận, vui vẻ và hạnh phúc bên nhau. Để giữ mối quan hệ gia đình thêm bền vững, mệnh chủ tuổi Nhâm Thìn sinh năm 1952 hãy giữ bình tĩnh và thể hiện sự quan tâm, chăm sóc đến gia đình nhiều hơn. Tuy thời trung vận có chút rắc rối về tình cảm vợ chồng rạn nứt, nhưng thời hậu vận, cuộc sống của mệnh chủ tuổi Nhâm Thìn khá êm ấm. Để tránh đi đến con đường ly hôn, vợ chồng nên thường xuyên trò chuyện, trao đổi, tâm sự với nhau. Trong năm 2021, có thể thấy về mặt tình cảm của bản mệnh ở độ tuổi này đều đi theo hướng tích cực. Để có thể cải vận tình duyên trong năm thì thầy Gia Cát khuyên bản mệnh hãy đeo vòng tay tam hợp quý nhân. Khi mang theo bên mình, vòng tay sẽ giúp kích hoạt tình duyên và vận đào hoa của bạn. Đồng thời, trong năm còn giúp hóa giải mâu thuẫn, giúp tình cảm vợ chồng ngày càng khăng khít và bền chặt hơn. Về mặt sức khỏe, tuổi Nhâm Thìn sinh năm 1952, năm nay gặp thái tuế, phục thi, kiếm phong khiến cho mọi việc trở nên bất lợi, phát sinh nhiều sự việc ngoài ý muốn. Kẻ giảm sút các mối quan hệ xấu đi sẽ mắc những điều tiếng thị phi. Cùng với đó, trong năm nay, do thiên khí và địa khí có phần xung khắc
nên sẽ có thể dẫn tới mệnh chủ gặp phải các bệnh liên quan tới đường hô hấp. Mệnh chủ sẽ cần hết sức chú ý giữ gìn sức khỏe của mình và người thân trong gia đình. Mãn tinh gặp hãm nên khi đi ra ngoài sẽ gặp tai nạn, cần đặc biệt lưu ý khi tham gia giao thông, tuân thủ luật lệ giao thông để tránh gặp tai nạn ngoài ý muốn. Đặc biệt, bản mệnh nên tránh tham gia những hoạt động mạo hiểm hoặc có sự rủi ro cao. Ngoài ra, người tuổi Nhâm Thìn sinh năm 1952, năm nay thủy quá vượng, lại cộng thêm các vấn đề về gia đình và các vấn đề khác khiến bản mệnh có nhiều tâm tư, suy nghĩ quá độ, gây ra các vấn đề như mất ngủ và kém chất lượng giấc ngủ. Bạn nên chú ý điều chỉnh hợp lý, tập thể dục, giao tiếp nhiều hơn với gia đình. Một khi bạn có được tâm lý thoải mái, bạn sẽ có sức khỏe tốt. Ngoài những việc đó, thời gian cát khuyên con giáp hãy sử dụng vòng tay tam hợp quý nhân, thân, tí, thìn. Năng lực tam hợp khí giúp bạn đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân khí, cân bằng ngũ hành giúp bản mệnh có một sức mạnh tốt hơn. Đồng thời, khi mang theo vòng tam hợp quý nhân bên mình, vòng tay sẽ như một tấm bùa hộ mệnh, bảo vệ chúng ta khỏi những hung tinh, thị phi và những họa ngầm trong những chuyến đi, tránh va chạm và đụng độ không đáng có. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.